Chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 token có cái hiệu là UNNI. UNNI là một nền tảng của người dùng Uniswap đã cùng nhau khởi động token UNNI để hỗ trợ sự phát triển của sàn Uniswap tất cả các bạn. Nói mà nói Uniswap thì chắc ai cũng biết khá là hot trong mấy tuần nay nha các bạn. Giờ là mây là mưa làm gió à. Rồi, hiện tại tham gia chương trình này góp thì các bạn sẽ nhận được 100 token có cái hiệu là UNNI. Con này giá cũng khá là cao các bạn. Token này sau khi nếu mà các bạn tham gia ai góp nó về, các bạn có thể lên sàn Uniswap, các bạn chơi qua ETH các bạn. Đây thì chương trình này góp nó sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 10 nha tất cả các bạn. Đồng thời cũng là niêm yết trên sàn giao dịch phi tập trung là sàn Uniswap và trao đổi tập trung luôn. Hiện tại là giá trị trao đổi của token Uniswap là một ETH là bằng 40.000 UNNI. Đó là giai đoạn 1 các bạn. Còn giai đoạn 2 thì một ETH là 38.000 UNNI. Mang nguồn hợp đồng contract nè các bạn. Con này chạy trên nền tảng EC20 các bạn ơi. Rồi để tham gia iGroup các bạn cần có một cái giấy địa chỉ. Cái giấy ETH với MetaMask với chút của lịch bằng nào chỉ có giấy thì mình có để link Vita hướng dẫn là giấy cho tất cả các bạn cái video á. Rồi các bạn mở địa chỉ giấy chút của qua. Các bạn nào mới làm iDrop nên tạo giấy chút của các bạn. Giấy MetaMask các bạn nó hơi khó xài, sợ các bạn không biết xài. Đây mình hướng dẫn các bạn lấy ETH giấy chút nha các bạn. Rồi mở giấy chút lên. Các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Rồi các bạn nhấp vào ETH nha các bạn. Giá ETH cái này sụt lên các bạn ơi. Rồi các bạn copy sao chép này các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ lên. Rồi các bạn bắt vào nè. Rồi các bạn bấm nút gỡ đi nha các bạn. Tham gia iGroup rất là đơn giản luôn. Rồi mình đã nhận được 100 UNNI các bạn. Đây thì các bạn lấy vào đây copy cái link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Link ghép của mình nè các bạn. Mọi người có thể mời tối đa 20 người. Các bạn mời tối đa 20 người nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Sau khi tất cả người có phân phối về mình sẽ hỗ trợ thu mua cho tất cả các bạn luôn nha. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Wow. Tắt.